bản chất của chung cư nó chính là một cái căn phòng ở trong một tầng và ở trong một tòa nhà và chính vì vậy nên là cái phong thủy của một căn chung cư chúng ta sẽ phải Chào tất cả các quý bạn hữu, quý gia chủ đang theo dõi kênh YouTube Master Phùng Phương. À, quý vị thân mến, khảo sát thực địa Dương Trạch là một trong những cái bước uh, tối quan trọng cho việc thực hiện một quy trình uh, thay đổi, cải tạo phong thủy và có lẽ phần lớn gia chủ nghĩ rằng là uh, khảo sát phong thủy là xem hướng nhà hay là uh, sắp đặt những cái nội thất công năng. Uh, tuy nhiên với phong thủy chính phái thì những cái yếu tố đó chỉ chiếm uh, 20% uh, và những cái công việc còn lại chiếm khối lượng và sự ảnh hưởng của nó còn uh, lớn hơn rất nhiều và chính những cái yếu tố còn lại đấy mới là những cái thứ mà quyết định đại cục của cả một công trình uh, và đấy là quy trình khảo sát phong thủy uh, cho phong thủy nhà mặt đất vậy thì uh, với chung cư thì sao ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thầy master phùng phương đi tìm hiểu về quy trình luận giải phong thủy nhà của mặt đất và chung cư có điểm gì khác nhau. Dạ, xin chào thầy ạ. Dạ vâng, xin chào các bạn đang xem kênh youtube của Phùng Gia. À, dạ vâng thưa thầy, ngày nay thì uh, cái việc sinh sống tại chung cư thì đã trở nên phổ biến trong cái bối cảnh là đất chặt người đông à, và căn hộ chung cư thì được lựa chọn để trở thành nơi an cư lạc nghiệp đối với nhiều người. À, đây là xu hướng tất yếu của một uh, đô thị phát triển. Vậy thì uh, khi khảo sát phong thủy của một công trình nhà mặt đất, thì phong thủy vùng gia có những cái quy trình như thế nào? Thầy có thể chia sẻ với tất cả các quý khán giả đang theo dõi được không ạ? Vâng, trước hết là chúng ta cũng phải uh, bổ sung lại cái uh, những cái quan điểm của các bạn đang gặp phải, các bạn đang sai lầm ấy. Có dạ. nói rằng là quan điểm của nhà trung cư và nhà mặt đất khác nhau ấy thì uh, có phần đúng nhưng mà cũng chưa đầy đủ. Dạ. Chúng ta có thể hiểu rằng là một cái căn trung cư theo cái nhịp sống hiện đại ngày trước đối với cả những cái nhà mà phú hộ, họ sẽ mở rộng theo chiều ngang, họ sẽ mở rộng thật lớn theo chiều ngang. Còn uh, trong cái phát triển đô thị này thì chúng ta sẽ trồng tầng và phát triển theo chiều cao. Chính vì vậy nên là uh, cái phong thủy uh, khi mà luận đoán hai ngôi nhà bản chất thì vẫn là những căn dương cơ, bản chất thì vẫn là áp dụng những cái thuật số của dương trạch. Nhưng mà chúng ta sẽ phải uh, tùy từng uh, tùy từng cái vị thế chúng ta sẽ thay đổi khác nhau. Tôi có thể nói ví dụ như này, đối với một cái căn nhà mà đối căn một cái căn nhà mặt đất thì chúng ta sẽ luận đoán căn nhà đó dựa vào những cái sắp đặt ở bên trong ngôi nhà và thứ hai nữa là những cái sắp xếp ở bên ngoài cảnh quan sân vườn và cuối cùng là cái sắp xếp ở bên ngoài môi trường còn gọi là đại cục ở bên ngoài môi trường là đại cục ở bên trong cảnh quan sân vườn là trung cục còn tới là ở bên trong ngôi nhà nữa chúng ta gọi là nội quan thì đối với cả một căn chung cư chúng ta có thể hiểu rằng mỗi một cái phòng chung cư ấy nó giống như là một cái căn phòng ở trên một cái tầng của toàn bộ một cái ngôi nhà, có đúng không ạ? Bản chất của chung cư nó chính là một cái căn phòng ở trong một tầng và ở trong một tòa nhà và chính vì vậy nên là cái phong thủy của một căn chung cư chúng ta sẽ phải xét đầu tiên là cửa ở bên ngoài dự án, sau đó tới cái cổng vào trong khu chung cư và cuối cùng mới tới cái à, cái cửa chính mà vào trong cái cái căn hộ chung cư đó thì đó chính là một cái cuộc luận đoán phong thủy của căn hộ chung cư. À, dạ vâng à, như thầy vừa nói là chúng ta phải xét từ uh, hướng của cổng vâng. uh, của dự án sau đó mới đi vào uh, cổng của ừ, cổ tòa hộ. nhà của tòa nhà sau đó thì là mới đi vào uh, cửa chính của căn hộ đúng không ạ vậy thì à. đâu mới là hướng của chung cư thưa thầy? vâng thì uh, chúng ta thấy rất là uh, nhiều những cái um, rất là nhiều những cái quan điểm về xét hướng, tôi có thể chia sẻ với các bạn là một trong số những cái quan điểm nó sẽ như sau. Có có cái quan điểm đầu tiên đó chính là xét à, cái hướng của căn hộ chung cư là hướng cửa chính. À, có trường phái thứ hai thì quan điểm thứ hai thì xét hướng của căn hộ chung cư là hướng ban công. Trường phái thứ ba thì lại xét cái hướng của căn hộ chung cư là cái hướng của cầu thang máy, cầu thang máy trên căn hộ chung cư và có một trường phái nữa thì lại xét hướng theo hướng ban thờ. Hướng ban thờ này thì có bốn cái quan điểm lớn như vậy, ngoài ra còn rất là nhiều những quan điểm khác. Nhưng mà với tôi thì tôi chia sẻ với các bạn là phong thủy chính phái quy định cửa chính là nơi mà con người đi qua vì nó có nhân khí ảnh hưởng tới căn nhà. Vậy thì chẳng có con người nào đi qua cái ban công đúng không ạ? Chẳng có con người nào mà lại bước từ bước ở trên cái ban thờ cả. Nên là cái quan điểm là hướng của ban công thì tôi nhắc lại các bạn là chính là hướng của cái cửa chính mà chính là hướng mà à, xét từ tâm ra đấy xét từ tâm nhà ra cửa chính thì đó mới là hướng chính xác của căn hộ. Dạ. À, nhiều người thì cho rằng là cái, cái hướng nam và hướng đông nam thì sẽ đón được nhiều ánh sáng và gió thì sẽ thích hợp để chọn làm hướng ban công chung cư. Vậy à. thì liệu rằng nó có phù hợp với tất cả mọi người không ạ? Hướng ban công của chung cư đó là một trong những cái quan điểm mà tôi nghĩ rằng là à, rất là máy móc. Dạ. Mặc dù hướng đông và đông nam, hướng đông và đông nam là hai cái hướng rất là mát, đúng không? Dạ. Hướng khá là mát. Nhưng nếu như mà chúng ta chọn cái hướng ban công hướng đông nam mà lại nhập trạch trong năm nay chẳng hạn đấy thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều bất lợi. Vì năm nay hướng đông nam cũng là sang ngũ hoàng thổ đáo lại mà. Nên là dù có mà dù có chọn cái hướng gì chăng nữa các bạn cần phải chú ý tới hai cái yếu tố đó là cái uh, uh, thiên mệnh của chúng ta, có nghĩa là cái bản mệnh của chúng ta ấy, nó thích hợp với cả cái hướng nào trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tới là cái khoảng thời gian mà chúng ta nhập trạch vào nó có tốt hay không Thì như vậy mới là đầy đủ Còn nếu như mà à, các bạn mới chỉ có quan tâm tới là nó mát theo cái à, phong thủy Còn nếu như các bạn chỉ có quan tâm tới là cái hướng đó nó mát không thôi Thì mới chỉ là được về công năng thôi Còn chưa được hoàn thiện về phong thủy dạ. à, Chúng ta vừa nói về hướng Tuy nhiên quay trở lại cái tiêu chí của phong thủy đó chính là nhất vị nhị hướng đúng không ạ? Khi lựa chọn một cái căn hộ chung cư thì chúng ta cần phải xét đến vị trí là đầu tiên. Vậy thì vị trí ở đây chúng ta phải xét là vị trí của cả tòa nhà chung cư hay là vị trí của căn hộ ở trên xét theo tầng hay là lựa chọn như thế nào thưa thầy? Vâng đầu tiên chúng ta phải chọn tầng và căn hộ phù hợp đã. Chúng ta chọn tầng và chọn cái căn hộ phù hợp rồi sau đó chúng ta mới tính tới hướng. À, khi mà mua một căn hộ chung cư các bạn nên tránh các cái khu vực trực diện thang máy để mà đảm bảo rằng ngôi nhà của chúng ta luôn yên tĩnh, thư thái và tạo điều kiện cho người sống trong nhà nó hài hòa với cả cái khí trời cũng như là thiên nhiên nhiều hơn. Vâng, trước hết là đối với những người mệnh kim thì uh, xét theo cái số mà tiên thiên tiên thiên bắt quái ấy, thì là 4 và 9 là thuộc hành kim và 5 mà không thì lại thuộc thổ. Nên là những người mà hành kim, những người mệnh kim chúng ta sẽ chọn là 4 và 9 hoặc là 5 và không. Những người mệnh kim thì chúng ta không nên chọn là tầng 2 và tầng 7 vì tầng 2 và 7 nó là hòa nó sẽ không tốt cho những người kim. Và tiếp theo là mộc. Người mộc thì có thể ưu tiên chọn số 1 và số 6 là hành thủy hoặc là số 3 số 8 thì là hành mộc, tránh số 4 số 9 vì là 49 và kim, 2 7 thì là hỏa, chúng ta sẽ tránh. Người mệnh thủy thì chọn số 1 số 6 hoặc là số 4 số 9. Tránh các số 2 và 7, 0 và 5. Tránh số phòng và số tầng. Rồi cuối cùng là à tiếp theo là người mệnh hỏa. Mệnh hỏa nên chọn là số phòng và số tầng 2 và 7 tự sinh hỏa hoặc là 3 và 8 là mộc. Tránh các số 1 và 6 thì 1 và 6 là thủy. Tiếp theo là người mệnh thổ Người mệnh thổ chúng ta sẽ chọn các cái tầng mà cùng là bội số của 5 Ví dụ như là tầng 5, tầng 10, tầng 15, 20 Hoặc là tầng số 2, số 7 Thì đều là thuộc hỏa Và chúng ta tránh số 3, số 8 Vì 3 và 8 là thuộc hành mộc Nhưng mà các bạn phải chú ý là những cái con số mà tôi chia sẻ ở trên ấy Các cái con số đó các bạn phải cộng lên 5 cho tôi nhé Chứ không được cộng lên 10 Ví dụ như là tôi nói là các bạn hợp với cả số 3, số 8 chẳng hạn thì các bạn sẽ hợp với 3 8 này rồi là 13 và 18. Các bạn hiểu không ạ? Yeah. Nên nếu mà hợp với cả số 5 thì sẽ là 5 10 15 20. Và ví dụ hợp với cả số 1 chẳng hạn thì sẽ là 1 6 11 16 cộng 21. và các bạn cộng với cả 5. Yeah. Và nếu như mà xuống các bạn cũng trừ đi 5 vì số 5 nó là số uh, số trung cung của những con số tiên thiên kia. Và chúng ta phải lưu ý cái uh, cái số tầng và số phòng là như vậy. Vâng. À, khi mà chọn uh, tầng để uh, chọn căn hộ chung cư thì mọi người thường là thích uh, chọn tầng ở trên cao bởi vì view đẹp. Vâng. Vậy thì liệu rằng là uh, trong phong thủy thì nó có mang lại lợi ích gì khi mà chúng ta ở tầng cao không ạ? Đó, đối với cả cái căn hộ chung cư thì chúng ta cần phải lưu ý ấy, một cái căn hộ chung cư nó cũng có thể nó cũng đều ảnh hưởng bởi cái địa mạch cũng như là các cái thiên tinh. Nhưng đối với cả những cái căn hộ mà từ tầng 7 trở lên trên tầng 7 thì cái sự ảnh hưởng của thiên tinh sẽ nhiều hơn là địa mạch à, có nghĩa là có nhiều trường phái sẽ dùng địa mạch ví dụ như là à, tam hợp phái chẳng hạn thì sẽ xét về long mạch và loan đầu còn à, trường phái bát trạch hay là huyền không à, trường phái bát trạch thì sẽ dùng à, cái vận mệnh của chúng ta kết hợp với cả vận đất còn trường phái huyền không thì sẽ kết hợp với chín thiên tinh để mà luận đoán về tốt xấu và à, nếu như chúng ta ở trên tầng cao và trên tầng 7 thì chúng ta nên dùng cái phương pháp chọn cái sự ảnh hưởng của thiên tinh nó lớn hơn. Nên là với câu hỏi của bạn là tầng cao có tốt cho phong thủy không thì như tôi đã nói nếu tầng 7 trở lên tốt hay không nó do cái người vận dụng phong thủy. Dạ. Vậy. Như vậy thầy vừa nhắc đến thiên tinh thì nó sẽ có cả sự ảnh hưởng của cả cát tinh lẫn hung tinh đúng không ạ? Vậy rồi. thì chưa chắc là ở tầng cao đã tốt đúng không ạ? Nó đã... tùy theo cái sự uh... Vâng, cái sự mà thay đổi của cái đường lường thiên xích, cái sự sắp xếp của cái các cái, cái thiên tinh đó. Và tôi cũng chia sẻ với các bạn là uh, đúng là trong phong thủy thì luôn có cát và có hung. Đã có cát thì sẽ có hung, đã có tốt thì phải có xấu. Và trong uh, hệ thống của cửu tinh này là chính ngôi sao của Huyền Không Phi Tinh thì nó có các cái ngôi sao tốt cũng như các cái ngôi sao xấu và có một cái điểm có một điểm hay đó là các ngôi sao tốt này sao xấu này theo từng thời gian nó sẽ sắp xếp nó thay đổi vị trí khác nhau chứ nó không phải cố định vĩnh viễn nên là cái việc mà căn nhà chúng ta có tốt hay là xấu nó chỉ ở trong một cái thời điểm thôi cái việc mà cái người phong thủy sư mà đủ trình độ thì sẽ chọn được cái khoảng thời gian mà cái căn hộ của bạn đó nó có cái thiên tinh tốt nó chiếu tới trong thời gian dài nhất có thể chứ không có một cái căn nhà nào mà nó có thể tốt vĩnh viễn được cả và khi mà đến thời điểm xấu thì chúng ta sẽ lại dùng những cái phương pháp những cái, những cái đấu pháp để chúng ta hóa giải hóa giải những thiên tinh xấu đó và kích hoạt lên những cái thiên tinh tốt để mà bù trừ cho bổ khuyết cho những cái thiên tinh xấu. Như vậy có thể thấy rằng là phong thủy trung cư thì đang có những rất là nhiều những cái vấn đề ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến đời sống của gia chủ đúng không ạ?